ngày xin chào các bạn, lại là mình đây, là Hiếu đây. Hôm nay mình sẽ chân tay nhau một cái bàn phím khá là hot dạo này, có là Kiron K1V4. Thì tại sao mình chọn bàn phím này, mình mua bàn phím này, lý do là nó rất là mỏng nha các bạn, thấy không, mỏng này không. Thì bàn phím này á là dòng low profile, đó là bàn phím rất là mỏng nha các bạn, thấy không. Đây đấy, bàn phím rất là mỏng. Thì bàn phím này nó thích hợp cho những bạn gọi là gian văn phòng đó các bạn, tại vì nó mỏng mà, và gõ rất là lẹ, là vì mỏng cho nên nó giống như bàn phím laptop các bạn, rất là mỏng. Đây gõ rất là lẹ, lăn tay này kia. Thì bản của mình mua ở đây á là bản Red, cho nên nó rất là êm, nó không có ồn ào. Phải là các bạn có thể mua trên đăng văn phòng, các bạn gõ cả ngày cũng không ai ý kiến gì cả. Còn các bạn mua bản Raw, em mua bản Blue á, nhất là Blue nhé, bạn gõ trong vòng 5 phút là có cái dép vô mặt các bạn liền. Thì bạn thử đi. Bản này đặc biệt một chỗ á là mình cá luôn, ở Sài Gòn này chắc mình là người top 10 có bàn phím này. Tại vì sao? Tại vì bàn phím này á là bàn phím LED RGB nha các bạn. Đấy. Và nhôm, nó là phun nhôm. Đấy, mình gõ các bạn. Đấy, nó là phun nhôm nha các bạn. Thì ở những cái nhà cung cấp ở Sài Gòn á, họ chỉ bán những cái LED đơn sắc thôi, là màu trắng. Còn bản này là bản RGB, phun LED màu luôn. Bản K1V4 này nó có những điểm lợi gì? Thứ nhất, ngoại trường đó là phun nhôm, các bạn sẽ có một cái chất liệu rất là bền, khỏe không được đó các bạn. Thì luôn vẽ không được, cứng lắm. Thứ hai á là bây giờ á, cái layout nó không còn là layout kiểu hỗn đốn như trước nữa, là phím mũi tên và phím phân sờn chức năng delete này kia nó đã tách biệt ra, nó là gọi là layout chuẩn các bạn. Layout chuẩn nó không còn layout là hai cái phím, hai cái cụm này nó sát nhau nữa và nó mất đi hàng số. Thì bằng phím này gọi là tankyless, nó bớt nguyên hàng số đi thì rất là gọn. Các bạn hãy nhét vô ba lô mang đi các bạn mọi nơi đấy. Ở đây phím số 123, tức là bạn có thể kết nối ba cái thiết bị ở trên, trong đây nó chỉ có một con chip, nó chỉ nhớ ba cái thiết bị kết nối cùng một lúc, nó chỉ kết nối được một thiết bị thôi, nhưng mà nó chỉ nhớ được ba cái thiết bị bạn kết nối rồi. Thì các bạn chỉ nhấn phím phân sần ở đây và phím số 123 tương ứng với thiết bị đó bạn đã pairing trước đó. Bàn phím này thì nó có cái lợi nữa là nó là vừa xài Bluetooth và vừa xài cáp nha các bạn. Nó sẽ có một cái đầu USB-C ở đây. USB-C thì bây giờ rất là phổ biến rồi, dây cáp nó không có mắc đâu, và mất cái dây nó thì mình có thể mua một dây khác. Thì trong hộp nó có full option luôn các bạn, để mình kiếm nha. Kiron có tặng cho các bạn một cọng dây cáp, dây dù, cầu USB-C. Đây các bạn, USB-C. Còn về cái phím á, thì họ có cho mình thêm những cái phím ở đây, cái phím gọi là backup màu xám các bạn. Đấy, ở đây nó có một cái nút để mà chuyển từ layout những ai mà xài Mac OS và những ai mà xài Windows á, thì cái phím Windows dưới đây nó sẽ khác với nhau các bạn. Là ở phím ở cái Windows á thì phím chỉ là phím Windows, còn ở Mac OS nó chỉ là phím Command. Thì ở trên đây nó có một nút để mà switch ra. Vì bàn phím này nó xài Bluetooth phiên bản 5.0, cho nên cái việc mà hờ đựng pin nó xài rất là lâu các bạn. Sạc ngày mình sạc thì mình không để ý thời gian lắm, nhưng mà mình phỏng đoán nha, là mình sạc khoảng 2 tiếng cho mình rút ra mình xài, thì mình xài được khoảng hơn 2 ngày. Một ngày mình xài 8 tiếng, mình xài hơn được 2 ngày. Đấy là vị trí là hơn 16 tiếng cho mình bật full LED nữa các bạn, full LED RGB chạy tất cả bật phím hiệu ứng luôn chứ không phải là đơn sách. Đấy, cho nên với con số sạc 2 tiếng mà sạc hơn 16 tiếng thì mình thấy nó là xứng đáng với số tiền là hơn 100 đô bật phím này. Mình order trực tiếp ở trang web Kiron luôn các bạn, hơn 100 đô ship Việt Nam luôn, nó hơi mắc. Nhưng mà bù lại là các bạn chỉ có một bàn phím low profile, các bạn sẽ có một cái build, cái chất lượng build là nhôm, toàn nhôm. Đấy, rồi các bạn sẽ có bàn phím màu RGB rất là đẹp ở trong đêm, rồi tất cả gì đó.
cảm giác khi mà gõ trên bàn phím này á, thì thật sự là tuy là nó gọi là bàn phím cơ, nhưng do á, nó thiết kế dạng low profile và sweet của Kiron luôn, cho nên nó gõ không sướng nha các bạn, không hề sướng. Nói chung là mình, do mình cái lực nhấn của mình khá là mạnh, cho nên mình yêu cầu, mình có một cái nhu cầu là xài bàn phím lực, cái phím nó sẽ phải có một cái gì đó nó phản hồi lại, và có gì đó nó nghe nó hơi tăng 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 xíu. Còn bàn phím này nó êm quá, cái này thích hợp cho những ai mà kiểu content á bạn, làm việc content, viết viết những cái bài post này kia thì tại vì nó viết rất là lẹ, gõ rất là nhanh đấy. Thêm nữa, và những bàn phím này gõ không ít y bị khục đó bạn, các bạn sẽ rất là ít cái chuyện là gõ phím này lọt phím khác, tại vì những bàn phím á, nó những cái keo nó không có sát nhau lắm. Còn bàn phím laptop á thì sẽ bị tình trạng đó. Bây giờ mình sẽ gõ thử cho các bạn nghe những cái tiếng những bàn phím nha, ví dụ phím space à, phím control nè, phím xóa nè, phím delete nè. Đấy, đó là những cái phím mà các bạn thường dùng nhất nha các bạn. Còn những cái phím như function F1, F4, F5 gì đó thì ít ai mà sử dụng lắm. Thì Kiron á, họ biết những cái phím đó là bạn, họ là sửa những cái phím space nè, nó không có bị, nó không có bị lắc lư nữa các bạn, không có lắc lư lắm. Đấy, và tiếng ấn kha nghe nghe khá là hay, đăng 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 không. Còn những cái phím mà ở trong trật, những cái phím còn lại á, thì nó đều nhau, tiếng nó đều nhau, nó không có bị phím này phím kia nó tiếng khác nhau đó bạn. Rồi, thế là mình đã review nhanh cái bàn phím Kiron K1 V4. Thì bàn phím này mình thấy thích hợp cho những bạn mà dạng mà viết văn bản hay là gõ Word hay gì, nói chung mà bỏ bàn phím nhiều đó bạn, và thích cái sự nhanh gọn, thì bàn phím này rất là thích hợp. Nó êm, nó không nghe tiếng động nhiều, bạn có nhỏ gọn các bạn có thể đem đi tất cả những cái mọi nơi, các bạn bỏ vô ba lô bạn đi cà phê, bỏ vô ba lô bạn đi công ty. Và bàn phím này bàn phím layout chuẩn, như các bạn sẽ không có mất thời gian để mà bạn thích nghi bàn phím này. Rồi các bạn đã xem video của mình, nếu như thấy hay thì hãy like và subscribe với mình nha. Rồi cảm ơn các bạn.